bỏ tiền mua bên đó, thành lập ra công viên Thiên Long Sơn Houston. Nó cách thành phố Houston khoảng 40 mấy phút. Thành phố Kendleton á, là chỉ có người Việt Nam duy nhất trên thế giới vào được nước Mỹ với đôi dép và không có passport. Giờ mọi người nên chuẩn bị những chút đồ y tế trong nhà, gạo lúa. Khi mà nước có chiến tranh xảy ra hay Biển Đông dậy sóng, mình có một chút phòng thủ. Cô chú anh chị và các em ơi, bữa nay Thảo hỏi trực tiếp anh Kiệt nè về một cái khu tâm linh Thiên Long Sơn ở bên Houston, Texas nha, và chia sẻ các thông tin đặc biệt từ anh Ngô Tấn Kiệt. Đi vòng vòng á, cái thấy anh Kiệt đứng đây nè, hồi nãy giờ bà con cô bác cứ lại chụp hình với anh Kiệt hoài luôn, từ sáng giờ chắc 10, 11 giờ tới giờ 3-4 giờ. Anh Kiệt sao thấy uống nước vậy anh Kiệt? Hả? Tại em cứ qua anh Kiệt vậy, nhiều người thích nhìn anh Kiệt vậy thôi. Này cũng bình thường. Thích nhìn anh Kiệt ngoài đời như mọi người, sáng ăn, chiều ăn, tối ngủ. Nhiều người ở xa thấy em lên núi hoài, nói ao ước được tới đây nè, lên Thiên Long Sơn gặp anh Kiệt. Bà con xin em số điện thoại anh Kiệt hoài luôn. Với lại cứ giống như là nói chừng nào lên là gửi lời thăm anh Kiệt. Thời nay chúng sanh đói, có nhiều cái đói lắm. Đối với tinh thần á, thì em cũng là một trong những miếng ăn. Tinh thần cái giọng tà nhựa của em. Tại vì bây giờ ngoài đời quá nhiều khổ, nội Covid, nội phấn đấu với cuộc đời những người xấu nhiều á. Con cái nó cũng không nghe lời đâu. Cho nên đầu óc mà ta không có thoải mái vui á, nghe cái giọng nhựa của em. Em đã tăng cho nó nhanh dữ lắm rồi đó mà cũng còn nhựa. Em cũng là một những loại đồ ăn á. Vậy hả? Vậy em cũng vui quá, em cũng góp được chút công sức cho đời. Bữa nay á, lên là gặp anh Kiệt là mỗi lần em lên núi cái em về em vui lắm anh Kiệt. Vui. Giống như cảm thấy vui, cảm thấy giống như là mình khỏe lắm, thoải mái. Tại lúc này ai cũng đang thấy mặt thì tươi nhưng mà lòng thì ú rũ. Nhiều khi ta nghe giọng của em ta cũng vui á. Vui. Với lại Thảo Kali. Bà con cô bác hỏi thăm anh Kiệt hoài, nói anh Kiệt chuẩn bị đi Texas, có một cái chùa bên đó hả anh Kiệt? Bậy chùa gì? Một cái công viên như kiểu mình. Anh thành lập ra mục đích mua, bỏ tiền mua bên đó, thành lập ra công viên Thiên Long Sơn Houston. Thì mình gọi là Thiên Long Sơn Houston. Thì nó cũng tương tự như ở đây nhưng mà anh sẽ design khác một chút. Mục đích là cho mấy đứa nhỏ, con cháu lưu vong hải ngoại từ 75, để mà nó lớn lên đây á, nó biết được cái nguồn cội tổ tiên và một mảnh đất của người Việt để cắm dùi, phải không? Rồi mình làm lên những cái lịch sử ở đó, thư viện cho chung hết. Rồi phần về tâm linh, tôn giáo thì cũng có một chút cho đó, nhưng mà cho đời và đạo. Đó là một công viên chứ không phải chùa nha em, đừng nói chùa. Mà ở bên đó có núi giống vậy không? Bên đó là 4/4 diện tích thì đất thẳng nha, bò đang ăn cỏ. Còn phân nửa thì nó có mấy cái cây cỡ hàng trăm năm, rồi có con sông, cho nên nó có bóng mát. Rồi nó cách thành phố Houston khoảng 40-40 mấy phút. Thành phố Kendleton á, thì anh bỏ tiền anh mua giống như anh tặng cho dân Houston một cái mảnh đất đó. Vì họ cũng ăn hiền ở lành, thì có duyên với Phật, thì lúc trước anh cũng có xin bà trên á, mấy chư Phật, thì mấy vị ủng hộ cho. Chứ anh làm mà cũng có lệnh bề trên không à, chứ không phải tự anh dám gan mà làm. Thì cũng xin mấy chư vị xung quanh anh. Thì Houston ở miền Trung nước Mỹ, nếu mà tính ra nó bao nhiêu cây số cách đây ta, nó cũng xa hơn Sài Gòn Hà Nội gấp 5-7 lần hả? Bay máy bay như cũng 4-5 tiếng. Bay 4-5 tiếng. Còn mình Sài Gòn Hà Nội bay có 1 tiếng, tức là cái đường dài á, nó cũng là dài xa đó, miền Trung nước Mỹ. Thì những cái tiểu bang gần đó đó, người ta đi qua đó gần. Chứ anh thấy ở bên đó, dân bên đó nó hiền hơn dân Cali. Dân Cali mình dữ quá. Tại mình học giỏi với giàu quá là dữ. Nhiều người sợ anh Kiệt không có còn ở núi này để lên gặp ở trên núi này, sợ anh đi qua bên kia luôn. Trời ơi, Phật ở đây quá trời luôn, cha mẹ ở đây.
anh cũng qua rồi về, chỗ nào có người Việt, chỗ nào có người hiền là chỗ đó có anh, có người giữ thì né. Chỗ nào mà đủ duyên cha mẹ cho anh tiền mua đất ở đó để xây dựng, để lập tượng cha mẹ, tượng Phật thì anh làm. Chứ còn sau này chỗ đó nó cũng sẽ có tượng Đức, bên gọi là bên anh hùng dân tộc của mình, tổ tiên của mình. Một bên thì cũng tượng Phật, rồi một bên thì bên Công giáo, rồi một bên thì cũng tượng cha tượng mẹ đại khái. Rồi có thư viện để cho những đứa em bé nhỏ nhỏ lớn lên nó không có biết tiếng Việt, nó tiếng Mỹ không, thì nó có đọc lịch sử, dầu sao nó cũng hiểu why I'm here, rồi sao là nó ở đây, ba má nó làm gì mà lọt qua Mỹ. Mễ thì nó phải vượt bức tường biên giới, còn mình nửa dòng trái đất, cái biển Thái Bình Dương bự như vậy sao vượt được. Nó phải có lý do đúng không? Hồi xưa người mình vô đây bằng đôi dép và không có cái visa, cũng chẳng có passport mà được qua Mỹ, là chỉ có người Việt Nam duy nhất trên thế giới vào được nước Mỹ với đôi dép và không có passport. Đó là anh nè. Hồi đó anh qua Mỹ là xuống phi trường 7 đáp xuống sông Phan mang cái đôi dép à với quần xà lỏn mà không có passport nữa, cũng không có visa nữa. Đó thì người Việt duy nhất là người trên thế giới này vào nước Mỹ không cần passport nghe. Đặc biệt không? Bà con đang quan tâm lắm nên nói em có lên thì hỏi anh Kiệt làm chừng nào mới xong cái công viên bên đó. Khi mình khởi tâm thì sức anh còn đi đứng nhiều thì anh gán làm, còn anh làm xong tới phiên em làm. Người nào người Việt là có nhiệm vụ, anh là đặt cục đá đầu tiên, anh mua anh trả đứt, vừa mới quay biết nhiêu triệu tiền trả nó rồi. Chứ anh đâu có thiếu nợ đâu, cái này anh cũng trả đứt rồi. Cái nào mà anh làm cho cộng đồng là đều là tiền mồ hôi nước mắt, tiền saving, tiền đời, bỏ ống heo không á, bỏ cả đời á, chứ anh không có mượn nhà băng thì anh trả đứt rồi. Thì anh làm tới đâu hay tới đó, nhưng mà trong đời anh sẽ gắng làm xong. Còn thời gian là do giấy tờ ở Mỹ. Cái bên đó thì anh đã xin giấy tờ cùng một lúc anh mua. Rồi bây giờ chỉ là những cái tượng đó anh sẽ làm bự hơn, mấy tượng này gấp đôi và khổng lồ. Mà phải bằng tay nha, là phải bằng đá của nước Việt, chứ không phải chơi kiểu Đài Loan hay là Tàu rồi cái để máy mà nó khác. Tại đá mà khác thế, như đây nó mới có điểm. Rồi đá cũng phải đá ở ngoài Bắc của mình á, đá hoa cương mà có giống như tượng Địa Tạng á, nó có lấp lánh ánh sáng á. Nên làm kiểu Việt Nam, Phật cửa Việt Nam lai lai như kiểu mình, không lai kiểu Tàu mắt không mí thì sao. Cười. Ê, mấy gì phóng đồ ăn tiên chúng á, ở những cái bàn trong lục đạo á, tức là mình cũng thấp, mình vẫn còn luôn hồi sanh tử, thì chạy tới đó ngồi nghe, nghe xong mình tăng lên cái phước thì được tăng lên. Giờ mấy cô đi về chưa ha? Là về dạ. Dạ. Nhà gần không? Nhà gần. Nhà ở Cát Thị Tồn. Ờ, chị Thảo cũng ở gần đó. Chị tên gì chị? Em tên Pháp Danh Thiện Tâm. Thiện Tâm, em Đức Minh Nguyện. Chúc chị luôn khỏe bình an nha. Có duyên thì gặp lại. Dạ. Em có điện nào hả? Dạ, mới đi về mà cũng lo, ở lúc trước đi cũng lo. Thì bây giờ mọi người nên chuẩn bị những chút đồ y tế trong nhà. Gạo lúa, khi mà nước có chiến tranh xảy ra hay Biển Đông dậy sóng, mình có một chút phòng thủ. Mỗi gia đình để một cái vali sẵn vậy đó, mình để những gì cần thiết, lỡ nhiều khi có chạy sách chạy chứ lúc đó đâu có kịp đâu mà lựa gì đúng không. Ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, để mà mình bỏ sẵn vậy đó. Ở dưới nhà cái bịch mà những gì mà nói chung mà khẩn cấp, những cái lương thực khô gì đó, mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà phải có xảy ra thì bất cứ một cái thế giới khi trở lại hòa bình, nhân ái và một cuộc sống rất là sung sướng sau này khi có Đức Phật xuất hiện, thì nó phải có một cái sự đánh đổi. Đó là những người nào mà trong lúc này 3 năm nay là thuyền Bát Nhã là này, anh lên anh báo động để cho mọi người lên thuyền. Thì hôm nay có một số người được lên thiền là hiểu, còn số người chưa thì hôm nay biết thì cũng không có muộn. Giờ này giờ chó tài, tính theo trăng mà, chứ không có tính theo một dòng mặt trời nữa, mà dòng mặt trăng đó, dài trăng nữa, gán lên chút xíu nữa.
chứ giờ anh cũng mong cho sư phụ anh xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện thì thế giới mới bình an. Đức Thầy không xuất hiện, thế giới mình nó cứ lận đận lao đao. Nghe đánh thì cũng chẳng thắng. Vô khen thì cứ bày nhầy, cứ cầu cưa bên đó, còn Biển Đông thì hù qua dọ lại. Mỗi lần anh nói trước, nhưng mà có nhiều người còn được cái tánh linh á, người ta hiểu những gì anh nói. Còn những người mà không còn hiểu được tánh linh mà hiểu được tánh tiền á, khó hiểu anh nói đó. Dạ. Hiểu tiền không sao nghe nói được, còn chút cái tâm gọi là tâm Phật á thì mới hiểu được những gì anh nói. Anh đâu phải lên đó dẫn trời, anh lên đó để mà anh chỉ hướng, chỉ đường. Nhận lệnh của bề trên làm người truyền tin á, cũng nói hết ý hết lời rồi, nhưng mà chẳng được bao nhiêu. Thì em chỉ khuyên mọi người, ai niệm Chúa được thì cứ niệm Chúa, niệm Phật được niệm Phật, niệm Mohammed thì cứ niệm Mohammed trong lúc này thôi. Rồi kế tiếp còn lại thì lo cho cuộc sống, vợ con, chồng con trong gia đình, làm người vợ tốt, làm người chồng tốt cũng là thay đổi thầy. Và đồng thời biết dành dụm, tại trong lúc này là kinh tế nó khủng hoảng, ai cũng sẽ thiếu thốn nhiều thứ. Lỡ như ngay lúc này mà thất nghiệp nữa thì làm sao mà đi đâu, xăng nó lên quá trời luôn á, 7-8 đồng đúng không? Bây giờ em đi mua cái gì cũng hơn ngày xưa gần gấp đôi á, thì để dành tiền thôi, bớt có lệ nhí, bớt có đi quán nhậu, bớt có quấn stock, bớt có đi quấn bài. Thời này là chỉ có vậy thôi. Tại vì tâm của 7 tỷ người đang bất an. Tại vì mình một cái trái đất này so với Thượng Đế nó cũng giống như một cái mái nhà nhỏ. Một trong những anh em trong nhà mình có bệnh mình cũng không có an tâm. Thì bây giờ hai một thằng anh em dân chơi là Putin với một thằng anh em Zelensky đang đấu đá nhau, nhà cũng bất an nữa. Không biết ngày mai hai thằng này nó đốt nhà, tức là đốt trái đất mình, lúc nào cũng không biết nữa. Âu Châu bây giờ không biết bữa nay còn ra đường được là có phước. Cứ mỗi sáng mình thức dậy mà mình còn thấy mạnh khỏe, chân cẳng còn thấy nghe được tiếng chim hót yêu đời là mình là phải cảm ơn trời Phật. Tại mỗi ngày mình đâu biết sáng còn thức dậy còn có cái cảm giác đó không, hay là sáng thức dậy rồi dính Covid sần sần, nhức đầu, cảm, sổ mũi, hay là bệnh gì đi khám bác sĩ ra cái tờ giấy cái là mặt ú sụ. Lúc đó muốn về thiên đàng cũng hơi khó đó. Lúc này còn sức, còn giọng còn hơi thì gán đọc kinh, cái lưng chưa có đau thì gán ngồi thiền. Cái đó là đầu tư vô tâm linh, là lúc nào cũng một lời 1 triệu, cứ hướng về hướng thượng. Đó là cách làm giàu nhất, lẹ nhất là ở đó. Tới cuối năm á, anh Kiệt có cúng gì ở trên đây không cho, để cầu cho trái đất này không anh Kiệt? Anh cúng cho hồi năm 2018 đặt cái đàn thắng ở đây, anh cúng cho thế giới không có bị bom nguyên tử. Thì lúc đó chư Phật trên trời phóng hào quang xuống chứng minh lời của anh rồi, thì mình sẽ không có bị bom nguyên tử. Cái đó là đại phước cho trái đất. Rồi lần thứ hai anh đặt cái đàn thắng ở đây hồi là hồi bữa, lúc mà 40 cây số xe tăng của Nga nó sắp sửa chiếm thành Kiev. Kiev là anh đã thắng. Thì hôm nay mình mới giảng hồi được cục diện, chứ nó mà chiếm được là nó được thế, nó đánh luôn Âu Châu là thành thế chiến thứ ba lớn. Sao thế chiến thứ ba cũng sẽ nổ, nhưng mà nổ kiểu như pháo tiểu thay nổ như kiểu pháo đại, phải không? Đó thì anh cũng đã 2 lần thắng. Thì lần thắng thứ ba anh chưa biết ngày nào mà chưa biết sự vụ gì, mà cái sự vụ phải là cực kỳ lớn. Tại vì cha với chư Phật với Chúa với mấy ông Mohammed và cả các chư thần ở trong quả địa cầu này đâu có rảnh đâu, đang lo mà mỗi lần thánh thì thỉnh mấy vị về, đâu phải là chuyện đơn giản. Mấy thầy, tất cả những người thường đâu có làm được mấy bữa lễ đó, lễ tế trời mà thánh để xây chuyển trái đất đâu phải là ai cũng làm được. Thì chờ kỳ này lạm phát quá chừng luôn rồi, có cái gì nó bùng nổ khủng hoảng kinh tế gì nữa không anh Kiệt? Nó không phải chỉ riêng nước Mỹ mà toàn cầu,
mà nước Mỹ vẫn là nước đại ca thì người ta ở ngoài kia nói 5 nói 10 chứ Mỹ cũng 3-4, nó cũng có nhưng mà mình không đến nổi. Thì cái nước mà bị nặng nhất là những nước mà như nước nghèo á, thì chắc nước mình cũng là thuộc dạng nước nghèo, thì dân nó sẽ đói đói thêm. Muốn làm gì làm, chờ sau khi chiến tranh thứ ba, chờ Đức Thầy xuất hiện, chờ Đảng Cộng Hòa lên thì mọi chuyện thế giới mới trở lại gọi là tạm ổn. Chúng chưa chắc là ổn 100%, thì anh chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà chúng sanh vô minh, anh chỉ biết được một thời gian rất là ngắn, cái trái đất này sẽ diệt đi những cái sự ác độc, bất công, mưu mô, tính toán, chìm như Titanic, nằm lặn ở dưới đáy biển để dành lại cho cái sự công bằng xã hội lưu truyền 3-4 nghìn năm. Thì anh chỉ biết như vậy, thời đó là chắc chắn sẽ ra. Còn hôm nay ai làm những cái nghiệp hùng hổ hay là ác độc gì đó thì sẽ có cái nghiệp hết, từ chuyện nghiệp nhỏ tới nghiệp lớn. Gì nữa không em? Bữa nay cảm ơn Kiệt, giờ cho anh Kiệt nghỉ ngơi đi, từ sáng giờ mà 5-6 tiếng rồi chưa ăn cơm trưa. Dạ, ăn cơm trưa đi anh Kiệt. Bà con á, hay gửi lời thăm chúc anh Kiệt luôn khỏe. Rồi, cảm ơn em, bữa nay có duyên nói chuyện nghe mà ghé núi chơi. Bữa nay từng nào cũng vậy á, 100-200 người lên núi bao nhiêu năm nay, nhưng mà anh không có quay mấy bà con lên trên mạng. Bây giờ anh mỗi lần lên livestream anh cũng mất nhiều thời gian á, sẵn đây anh quay nó cũng gần giống như livestream. Anh để thả lên luôn vậy. Đúng đó. Rồi ai nghe được gì nghe, không nghe được thì coi phong cảnh đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi anh Kiệt khỏe nha, cảm ơn anh Kiệt. Rồi, chào dạ. Em. Bye anh Kiệt. Bye bye Thảo Cali. Dạ. Chưa xuống nữa hai ông bác. Hả? Phải đi bộ xuống á. Mà có nhiều xe đậu được ở đây nè. Bên đó là sân góp. Cái nhà anh Kiệt nhìn xuống ngay chỗ đó đó. Giờ mình đi xuống ngay chỗ mình đậu xe chút xíu à. Giờ mình quay thấy đẹp quá ha. Ở trên kia có cái điện nữa mình chưa lên ha Quyên. Ở trên đó vàng vàng á Quyên. Thỉnh thoảng Thảo lên núi Thiên Long Sơn, cô chú anh chị em á hay viết bình luận ở dưới những video Thảo lên núi nè. Khi có dịp lên đây gặp anh Kiệt là Thảo hỏi. Kỳ này Thảo hỏi được một số vấn đề ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các em ủng hộ Thảo. Hẹn gặp lại trong video mới nha. Chúc cô chú anh chị và các em luôn bình an, khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.